Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế và xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dự án 7 về việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Lai Châu đã củng cố hệ thống mạng lưới y tế tại các xã khu vực 3. Đặc biệt, hoạt động của các cô đỡ đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới. Chị Lý Minh Phương, bản Malifor, xã Malifor, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, được đào tạo làm cô đỡ thôn bản từ năm 2014 đến nay. Đã gần 10 năm thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong bản Malifor. Không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở, sáng hay tối, chị Thương thường xuyên đến thăm hỏi, truyền thông về các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 40 chị em đang trong độ tuổi sinh đẻ ở bản Malifor. Bản chúng tôi thì ở cách xa trung tâm, là với lại đi lại rất là khó khăn, mà tôi rất mong là được nhà nước hỗ trợ kinh phí để tôi gắn bó với công việc. Huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có 34 cô đỡ thôn bản được đào tạo. Từ năm 2022 đến nay, đã thực hiện thăm khám, tư vấn cho phụ nữ mang thai, trẻ em với trên 570 lượt, trong đó có 10 bà mẹ sinh con tại nhà được cô đỡ hỗ trợ trực tiếp. Chúng tôi cũng kiến nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi là các cái cơ quan chức năng có cái chương trình đầu tư về cái ngân sách, rồi là đầu tư vào cái chế độ, đảm bảo chế độ cho cán bộ cô đỡ thôn bản làm việc một cách hiệu quả nhất và có cái đóng góp thêm cái thành quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại huyện Phong Thổ. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh có 175 cô đỡ thôn bản đã được đào tạo tại các xã thuộc vùng 2, vùng 3, trong đó có 79 người đang hoạt động hiệu quả. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 5.600 lượt phụ nữ có thai được khám định kỳ, vận động hơn 950 bà mẹ đến đẻ tại cơ sở y tế, có hơn 260 bà mẹ đẻ tại nhà do cô đỡ thôn bản hỗ trợ trực tiếp. Những công việc của cô đỡ thôn bản đóng vai trò như cầu nối giữa cộng đồng và cơ sở y tế, từ đó góp phần nâng cao hoạt động của ngành y tế tỉnh Lai Châu.